Trên màn hình các bạn đang quan sát đây là một cái mẫu nhà cấp 4 với diện tích chiều mặt tiền là 9m và chiều sâu là 11m. Mời các bạn cùng vào tham quan cái mẫu nhà này. Không gian của phòng khách này tương đối là rộng, khoảng 35 m². Đây là phòng khách. Phòng khách này gia chủ làm tương đối là rộng, một ô cửa sổ thoáng này. Khách này khá là rộng. Đó, bên này là ô của phòng ngủ này, trong kia là một phòng ăn. Đây, cầu thang đi lên này. Ô phòng ngủ này, ô phòng ngủ này có hai cửa sổ thoáng này, khoảng 12 m², tương đối là rộng. Đây là ô này là của phòng ăn này. Ô phòng ăn này khoảng 15 m², cũng tương đối là rộng luôn. Ở đây tiếp một phòng ngủ nữa này. Đó. Phòng ngủ này cũng rất là rộng, cũng khoảng 15 m². Đều có cửa sổ thoáng hết. Và nhà vệ sinh thì gia chủ bố trí lùi ra phía sau này. Ô nhà vệ sinh này, hẳn phía sau bên ngoài này luôn, tách biệt. Ô cầu thang là phòng ăn luôn, rất là rộng. Ô phòng khách này, phòng ngủ này.